chào tất cả các bạn. Nền giáo dục Canada luôn được quốc tế công nhận và được đánh giá cao trên nhiều lĩnh vực và là quốc gia có nhiều chính sách cởi mở nhằm thu hút sinh viên quốc tế đến học tập, định cư sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh chất lượng giáo dục hàng đầu, mức học phí tiết kiệm so với các nước khác và chế độ an sinh xã hội tốt đã giúp cho quốc gia này trở thành lựa chọn của nhiều bậc phụ huynh. Không chỉ là một đất nước có thiên nhiên xinh đẹp, Canada còn là nơi hội tụ nhiều nền văn hóa đáng để học hỏi, giao lưu. Đến với bang Nova Scotia, Canada, các bạn sẽ có nhiều cơ hội học tập và thành công trong tương lai. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu vấn đề làm sao để tiết kiệm chi phí khi đi du học Canada tại bang Nova Scotia các bạn nhé. Làm sao để tiết kiệm chi phí khi du học Canada tại bang Nova Scotia? Đầu tiên, cần chọn trường thuộc diện không phải chứng minh tài chính CES. Các trường học ở Canada rất đa dạng, trường công, trường tư, trường cao đẳng, đại học, học viện. Mỗi trường có mức học phí khác nhau, vì vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chi phí du học Canada của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chọn những trường thuộc diện CES, xét visa du học Canada không cần chứng minh tài chính, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian làm hồ sơ và nhanh chóng có được lộ trình học tập hợp lý. Những trường hot nhất thuộc CES gồm cao đẳng Humber, cao đẳng Red River, cao đẳng Niagara, cao đẳng Fleming, v.v. Tiết kiệm sinh hoạt phí và chủ động quản lý chi tiêu khi du học Canada. Học sinh nên xác định rằng những khoản phí cho sinh hoạt, nhà ở, ăn uống, đi lại, v.v. sẽ chiếm đến 50% tổng số chi phí. Vì vậy mà một giải pháp để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, bạn nên áp dụng ngay. Lựa chọn hình thức nhà ở phù hợp. Các hình thức thuê nhà phổ biến đó là ở tại ký túc xá của trường, thuê phòng đơn, ở tại homestay của người bản xứ và thuê nhà nguyên căn. Hình thức nhà ở mang đến sự tiết kiệm tối đa cho du học sinh đó là ở trong ký túc xá của trường. Ưu điểm của hình thức này đó là bạn sẽ ở ngay trong khuôn viên trường, tránh mất thêm phí đi lại. Ngoài ra còn có hình thức phòng tại ký túc xá là các bạn chia sẻ với nhau, vì vậy mà tiền phòng cũng giảm đi khá nhiều. Có người thân hoặc họ hàng tại Canada là một lợi thế rất lớn cho các du học sinh. Trong thời gian du học, bạn nên chủ động xin ở nhờ để tiết kiệm tài chính. Bạn có thể trả tiền phòng cho người thân của bạn dù ít hoặc nhiều để cảm ơn họ vì đã cho bạn ở nhờ. Nhìn chung, bạn nên thuê phòng với mức giá từ 400 đến 450 đô Canada trên tháng là hợp lý với mong muốn du học Canada giá rẻ. Nếu như học phí là những khoản tiền cố định không thể cắt giảm được, thì sinh hoạt phí lại là khoản tiền bạn có thể tiết kiệm được. Để du học Canada tiết kiệm, thì bạn phải giới hạn chi tiêu từ 500 đến 550 đô Canada trên tháng cho ăn uống, đi lại, mua sắm, cho nhu cầu cá nhân, v.v. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về vấn đề làm sao để tiết kiệm chi phí khi đi du học Canada tại bang Nova Scotia, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi, công ty tư vấn du học Tân Đại Dương theo địa chỉ chi nhánh quận nhất, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận nhất, với số điện thoại 028-3848-4879 hoặc chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, với số điện thoại 028-3838-2080. Lưu ý, Tân Đại Dương không có chi nhánh nào ở Hà Nội.